Christmas, everyone. chào mừng quý vị trong ngày kỷ niệm. If you're a first-time visitor in our church, can you raise your hand here? And we just want to welcome you to Word Alive. Can you raise your hand if you're first time visiting Word Alive Church? Welcome. Afterward, we have a gift for every family and guest that attend a church. Và sau khi chương trình mừng Chúa Giáng Sinh hôm nay xong đó, thì chúng tôi sẽ có quà cho mỗi gia đình và cho mỗi em nhỏ đến tham dự. Amen. My name is Pastor Tricia, and it is my husband, Pastor Hugh, and we're pastor at Word Alive Church, and we just want to thank you so much for joining us on our Christmas celebration service. Chúng tôi rất vui mừng tiếp đón quý vị đến với hội thánh của chúng tôi trong ngày hôm nay để chúng ta cùng đón mừng sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Amen. All right.
Khi mà chúng ta kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa Giêsu trong cái mùa Giáng sinh đó, thì tôi tin là rất nhiều người trong chúng ta nhận được quà hoặc là chúng ta tặng quà cho người khác. How you know that in the season of Christmas we give gifts to one another? And we also receive gifts from others too, đúng không? Thế nên rất nhiều người chúng ta khi mà nghĩ đến lễ Giáng sinh thì ngay lập tức chúng ta nghĩ đến quà. And when we think about Christmas, we think about gifts. Có những người thì lo sợ là khi mà nghĩ đến mùa lễ Giáng sinh sắp đến rồi, thì bây giờ phải làm sao, phải có thì giờ hay là có tiền để mà đi mua quà cho biết bao nhiêu người ở trong gia đình của chúng ta cần có quà. And many of us sometimes we worry that, you know, how we gonna have all the money to buy gifts for all the people in our family. Và chúng ta biết là dĩ nhiên là tặng quà hay là nhận quà đó là cái điều vui mừng cho tất cả mọi người trong chúng ta. Giving gifts and receiving gifts, that's a fun thing. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng biết một điều, đó là lễ Giáng sinh không phải chỉ có quà mà thôi. But also Christmas is not about just gifts only. Bởi vì ý nghĩa của lễ Giáng sinh đó là gì? Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Christmas is about God's gift to mankind. Và do đó mà cái bài giảng của chúng tôi hôm nay đó là món quà quý nhất của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. And so this morning our Christmas message to you is that God's greatest gift. Món quà quý nhất mà Chúa dành cho nhân loại của chúng ta đó là ai? Đó là chính Chúa Giêsu là món quà đó. The greatest gift that God has given to mankind is Jesus Christ. Giờ này xin quý vị cùng xem với chúng tôi trong thư Ephesô chương 2 câu 4 và câu 5. And in Ephesians chapter 2 verse 4 and verse 5. Tôi xin đọc câu số 4. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. God who is rich in mercy because of his great love in which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Thì trong câu kinh thánh này cho chúng ta biết bắt đầu ngay từ câu số 4 đó, đó là cái lý do, cái động cơ thúc đẩy mà Đức Chúa Trời làm tất cả những điều kia đó là bởi vì sự yêu thương của Ngài bằng tình yêu cao cả của Ngài dành cho chúng ta. In verse 4 it tells us that God who is rich in mercy because of his great love for us, even though we were dead in trespasses, he made us to lie alive together with Christ. Và trong câu số 5 thì cho chúng ta thấy được là Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu đó cho chúng ta bằng cách nào. And how did God reveal his love to us? Đó là đang khi mà chúng ta chết trong sự vi phạm của mình. Có nghĩa là chúng ta chết trong tội lỗi đó. And while we were like really dead in sins, thì Ngài đã khiến cho chúng ta cùng sống với Đấng Christ. He caused us to become alive with Christ. Thế đó, chúng ta thấy được là Đức Chúa Trời đã biến đổi cái tình trạng của con người chúng ta. So he changed our heart. Từ cái chỗ là chúng ta chết trong tội lỗi trở thành ra chúng ta sống trong Đấng Christ. From the place where we were dead in sin and now we become alive with Christ. Tôi nghĩ là những người mà trồng cây đó, có nhiều khi có một cái cây mà nó giống như là nó sắp chết rồi đó, mà họ chăm sóc, họ làm sao để cho nó sống lại. Đó sometimes, tức là cũng giống như vậy. Sometimes like you have a dead plant in your house or a dead tree and you try your best to revive it, you're trying to make it alive again. Thì y như vậy, lời của Chúa cho chúng ta biết là chúng ta là những người chết trong tội lỗi, tức là về phương diện tâm linh đó, chúng ta chết trong tội lỗi, nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta sống lại ở trong Đấng Christ. And the Bible tells us that all of us have been dead in sin and but Christ make us become alive again. Và Kinh Thánh gọi đó là gì? Gọi đó là sự cứu chuộc, bởi vì ngay sau đó thì nói là ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. And that's called salvation because the Bible tells that by grace you have been saved. Amen. Và chúng ta xem tiếp câu 8 và câu 9. And in verse 8 and verse 9. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. For by grace you have been saved through faith and that not of yourself. It is a gift of God, not of works lest anyone should boast. Thì đó, ở trong câu số 8 và câu số 9 này đó, thì chúng ta thấy cái chữ quan trọng đó là nhờ ân điển. And so in verse 8 it tells us by grace. Nhờ ân điển và bởi đức tin mà anh em được cứu. By grace you have been saved through faith. Thì đó, chúng ta thấy ở trong này có hai chữ hết sức quan trọng, đó là ân điển và đức tin. And so these two words that we focus here is grace and then faith. Ân điển là gì? Ân điển chính là điều mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Grace is something that God has done for us, unmerited favor. Là cái điều mà chúng ta không xứng đáng nhưng mà Đức Chúa Trời lại làm cho chúng ta điều đó. Grace is something that God's given us as a gift, something that we don't deserve and he did it for us. Và chữ thứ hai đó là đức tin. And the second thing here is about is faith. Và đức tin nó có thể, nó chúng ta có thể giải thích là đức tin chính là cái sự đáp ứng của chúng ta. Faith is basically responding to God. Có nghĩa là những gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đó thì chúng ta có thể tiếp nhận bằng đức tin, tức là giống như bàn tay chúng ta đưa ra để chúng ta tiếp nhận. So grace is basically a gift that God's given us and faith is like the hand that stretched out receiving that gift. Thì đó, chính vì vậy câu số 8 cũng nói là
điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. And that's why verse 8 tells us that by grace you have been saved through faith. That's not of yourself, it is the gift of God. Tức là sự cứu chuộc này đó là tặng phẩm của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. So the gift of God is salvation given to us. Và tặng phẩm tức là một cái món quà, một cái món quà được một người này tặng cho một người khác. And so it's the gift of God that's given freely. Amen. Thành ra những câu kinh thánh này cho chúng ta biết là sự cứu chuộc của Chúa chính là cái món quà mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. And so salvation is a gift that God gave to mankind to just simply be received. Tôi lấy thí dụ như thế này là bây giờ nếu mà tôi tặng cho quý vị một bạn thanh niên chẳng hạn một đôi giày thật là đẹp. For example, if I was given, you know, a nice pair of shoes. Dennis, can you show the pair of shoes? Right. Yes. All right. Okay. Okay. Giả sử quý vị đặt mình là một người thanh niên ha. Và bây giờ nếu mà tôi đến tặng cho quý vị một đôi giày như thế này thật là đẹp. So if I give you the shoe. Thì có thể là một bạn thanh niên đó có thể nói là ồ mục sư ơi đôi giày này đẹp quá, hay là để em đưa lại cho mục sư 50 đồng nhé. And so you know if our young adult say hey I love this shoe, let me give you $50 for it. Thì tôi mới nói là đâu có, cái này là mục sư muốn tặng cho em mà, đây là một món quà mục sư. No, I want to give to you as a gift. Hay là bây giờ em đưa cho mục sư 30 đồng đi. Well, can I just at least give you $30 được, for it? Đây là quà mà mục sư muốn tặng cho em mà 30 đồng cũng không được, em cứ nhận đi. No, go ahead and receive it. It's a gift. Nhưng mà thưa mục sư, cái đôi giày này đẹp quá mà mục sư chắc là bỏ ra nhiều tiền lắm, hay là bị em đưa cho mục sư 15 đồng được không? But pastor, this is a wonderful, I mean, it's a really nice shoe. I want to give you some money for it. Thì tôi mới nói là không, đây là món quà, tôi chỉ muốn em nhận cái món quà. But I insist say no, this is a gift I have for you. Just receive it. Có bao nhiêu người trong chúng ta khi mà chúng ta được người khác tặng quà, quà sinh nhật hay là quà Giáng sinh hay một cái quà gì đó mà chúng ta đưa tiền để trả cho người đó? How many of us have in here that you receive a birthday gift or Christmas gift that you want to, you know, okay, let me pay for that gift? Có ai trong chúng ta làm không? No one does that, right? Tại sao? Tại vì nếu một khi mà chúng ta đưa tiền đó, thì cái đó không còn là quà nữa. See, because if you give in money for that gift, it's no longer a gift. Mà là chúng ta mua. And basically, you're trying to purchase that gift. Cho dù là cái người đó nói thôi, bây giờ mục sư, em đưa mục sư một đồng để tượng trưng đi. You know, so say by a token of gratitude, I just give you, you know, a dollar. Ngay cả cho dù là một đồng đi nữa. Even a dollar. Nó cũng không có, nó cũng khiến cho cái đôi giày này không còn là món quà nữa. And even if I receive that dollar, the shoes are no longer a gift. Thì tương tự như vậy, sự cứu chuộc của Chúa. So the same thing is when it comes to salvation. Sự cứu chuộc của Chúa chính là món quà Chúa muốn ban cho nhân loại. So salvation is a gift that must be received. Mà Chúa muốn chúng ta nhận thế nào? Chúa muốn chúng ta chỉ có một cách duy nhất là chúng ta tiếp nhận mà thôi. The only way to receive that gift salvation is just simply by faith receiving it. Bởi vì Chúa biết là chúng ta không thể nào mua được cái sự cứu chuộc đó. And God knows there's no way that you can purchase salvation. Và Chúa cũng biết là chúng ta không thể làm bất cứ một cái sự tốt lành nào, biến đổi đời sống chúng ta như thế nào để mà xứng đáng, để mà được cái sự cứu chuộc. And there's no way that you can do enough good works to receive the gift of salvation. Thành ra sự cứu chuộc của Chúa là một món quà mà Chúa đòi hỏi và Chúa mong muốn chúng ta chỉ cần bằng đức tin chúng ta cảm ơn và tiếp nhận. And so God's gift of mankind is a free gift of salvation. All you have to do is stretch out your hand and receive it by faith. Bây giờ chúng ta trở lại câu số 4 hồi nãy, Ephesos chương 2 câu 4 và câu 5. And in Ephesians chapter 4 chapter 2 verse 4 and 5. Thì câu này cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót và Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả. The word of God says that God who is rich in mercy because of his great love in which he loved us. Nên câu số 5, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm. Even when we were dead in trespasses. Thì đó cái câu mà tôi muốn chúng ta chú ý đó là cái câu nói là chúng ta là những người đã chết trong sự vi phạm. So the Bible says that we were dead in trespasses. Có nghĩa là chúng ta chết trong tình trạng thuộc linh của chúng ta chết vì tội lỗi của chúng ta. So spiritually we've been dead because of sin. Và cái câu đó đem chúng ta trở lại từ ban đầu. And so this brings us back to the beginning. Để chúng ta hiểu là tại sao loài người được sinh ra trên thế gian này mà lại chết trong tội lỗi. We have to understand, you know, our roots. Why is that mankind had been born in sin? Đó là bởi vì ngay từ ban đầu khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam và Eva. Because God, when God created Adam and Eve, thì Đức Chúa Trời tạo kinh thánh cho chúng ta biết là Ngài tạo dựng Adam và Eva trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời. God created Adam and Eve in His image.
Và Ngài ban khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng tất cả thế giới vũ trụ vạn vật này đó, thì để giao cho Adam và Eva cai quản mặt đất này. And so because of his love, he's given Adam and Eve the authority and the power to rule and reign on this earth. Và một trong những điều hết sức quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho loài người khi tạo dựng loài người đó là cái quyền tự do chọn lựa. And so one of the greatest gift he gives to mankind is the power to choose. Thành ra là khi mà Đức Chúa Trời giao phó cái trách nhiệm cho Adam xong thì Đức Chúa Trời nói là con có thể ăn bất cứ một cái cây nào ở trong vườn này. And so when God gave Adam and Eve the free choice, say, you know, of all the trees in the garden, you can eat any trees in this garden, any fruits in the trees of the garden. Ăn trái cây chứ không phải ăn cây, ăn trái của bất cứ một cây nào trong vườn này. Nhưng mà chỉ riêng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn. However, the fruits from the tree of good and evil you may not eat. Có nghĩa là Chúa ý Chúa muốn Adam biết như thế này. And God wants Adam to know this. Có nghĩa là cái quyền quyết định tối hậu thuộc về Chúa. He basically wants Adam to know that he's the ultimate ruler. Có nghĩa là cái đấng mà sẽ quyết định là điều nào tốt, điều nào xấu. He's the one that decides. God wants Adam to know that he's the one that makes the decision. He's the one that will tell you what's wrong and what's right. Và điều nào là tội lỗi và điều nào không phải là tội lỗi. Đó là quyền quyết định của Chúa. And God's the one that wants to decide what is good and what is evil. Thì ra Chúa mới nói là về cái trái của cây biết điều thiện và điều ác thì là các người không được ăn trái cây đó. And that's why he said that when it comes to the tree of knowledge of good and evil, you may not eat from that tree. Tức là Chúa nói với Adam là nếu mà con sẵn sàng sống theo cái làm theo cái mạng lệnh của ta đó thì tất cả mọi sự đều sẽ tốt đẹp, con sẽ tiếp tục sống vĩnh viễn ở trong cái vườn Eden này. So he basically tells Adam and Eve, say that, you know, if you're going to live under my government, you're going to be fine. Nhưng mà nếu mà một khi mà con mà ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác mà ta cấm đó thì con sẽ chết. But if you eat from the tree of good evil and good, then you will die. Và chúng ta đọc tiếp trong cái thánh thì chúng ta biết là lúc bấy giờ thì ma quỷ dưới hình thức của một con rắn đến và cám dỗ Adam với Eva. And the Bible tells us that Satan appeared in a form of a serpent, came and tempted Adam and Eve. Và khi mà Adam với Eva nghe theo cái sự cám dỗ đó của ma quỷ và thấy hấp dẫn quá. And when Adam and Eve listened to the Satan and also began to was tempted by them. Thì Adam đã ăn trái của cây đó và đi ngược lại với cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời. And so they both ate from the fruit and what happened to them? Và qua cái hành động đó, tức là Adam muốn nói với Đức Chúa Trời như thế này. And through Adam's transgression, this is basically what Adam is saying to God. Là Thưa Chúa, bây giờ con không muốn sống ở dưới quyền cai trị của Chúa nữa. He's basically saying, you know God, I don't want to live under your government. Con chỉ muốn là con sẽ là cái người quyết định những điều nào đúng, điều nào sai. I want to decide what's wrong and right for my life. Điều gì là có tội hay điều gì không có tội. I want to be the one that make a choice what is sin and what is not sin. Và chúng ta thấy là trong thế giới ngày nay thì loài người cũng today, đang làm điều đó. People are doing the same thing. Tức là chúng ta thấy thí dụ như ở trong nước Mỹ này người ta đã loại trừ Kinh Thánh ra khỏi trường học. And even this nation that we live in, people are removing everything has to do God out of government and out of school. Tức là sao? Tức là loài người muốn là bây giờ chính mình có quyền quyết định điều gì đúng và điều gì sai. Mankind has made a decision we will be the one that determine what's wrong and what's right. Rồi một số những cái đạo luật mà được ban hành ở nước Mỹ hay là một số những quốc gia khác trên thế giới. And all the man laws has been passed. Đã đảo ngược lại cái tiêu chuẩn đạo đức của Chúa. And they've been passing law that go against the word of God. Tức là những gì mà trong Kinh Thánh mà Chúa đã xác định đây là điều đúng và đây là điều sai. Whatever is written in the Bible to determine what's wrong and right. Thì bây giờ người ta đảo ngược lại, người ta nói cái điều này mới là điều đúng và có điều kia là điều sai. What used to become evil now is good. Thì ra chúng ta thấy là tội lỗi đã bắt đầu ngay từ cái thời Adam và Eva và lan truyền cho đến ngày nay. So we see that sin has spread from Adam and Eve to where we live right now in this world. Thì đã có người thì khi mà nghe đọc đến cái câu chuyện đó về Adam và Eva phạm tội như vậy thì họ thắc mắc như thế này. And so when people read about Adam and Eve, they have this curiosity. Họ nói là nếu mà Đức Chúa Trời biết trước là Adam với Eva sẽ vi phạm cái mạng lệnh của Ngài thì tại sao Ngài không ngăn chặn họ đi? Many people say, well, you know, if God is a good God and He knew that Adam and Eve would sin, then why did He create them in the first place? Mà để cho loài người phải khổ sở ngày nay như thế này. And because of that result, now we inherit the sin nature from Adam and Eve. Hoặc là họ cũng đặt một câu hỏi khác. Or people may have this other question. Là tại sao Đức Chúa Trời không tạo dựng nên con người, tức là Adam và Eva, tại sao Đức Chúa Trời không tạo dựng nên họ và không có cái khả năng để mà chống nghịch lại mạng lệnh của Chúa? Why didn't God, people may say, why didn't God create Adam in a way that they cannot resist against God? Nhưng mà chúng ta biết một điều đó là cái Đức Chúa Trời đã ban cho loài người quyền tự do cho lựa được free will. But see, when God created mankind, He gave all of us free will.
Mà tình yêu sẽ không phải là tình yêu thật sự nếu không có quyền tự do chọn lựa. And love is not real love unless you've given that person a choice. Tức là Đức Chúa Trời sẽ không thật sự yêu thương loài người nếu mà Ngài không cho loài người có quyền tự do chọn lựa. God, there's no way that God can love mankind if He doesn't give mankind a choice. Bởi vì với cái quyền tự do chọn lựa đó, because with the power of choice, thì loài người có thể chọn vâng phục Đức Chúa Trời. You can choose to obey God. Yêu thương Ngài và thờ phượng Ngài. You can choose to love Him and also to serve Him. Và cũng với cái quyền tự do chọn lựa đó, but also the freedom of choice, loài người có thể quyết định. A person can also choose. Không thờ phượng Chúa. I don't want to worship God. Không sống theo ý muốn của Ngài. I don't want to live according to His law. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẵn sàng cho loài người có cái quyền đó chọn lựa. And so God's given mankind the power of choice. Thì đó ở trong đó chúng ta thấy đó cũng là một cái món quà hết sức là quý báu Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. And if you're not aware of that, that's also a beautiful gift that God given mankind. Amen. Và chúng ta thấy là khi mà Adam ăn cái trái của cây đó thì Adam và Eva đã chết đúng như là Đức Chúa Trời nói. And just as the Bible had told us that when they took of the fruit, sin has entered them, so spiritually they were cut off from the life of God. Thì trong tiếng Hebrew, trong nguyên ngữ tiếng Hebrew đó, thì Chúa nói với Adam là nếu mà người ăn trái của cây này đó, thì các người chết, người sẽ chết. And so in the word Hebrew, when God told Adam that, you know, in the day that you eat the fruit, dying, you will die. Tức là các người sẽ chết về hai phương diện. So he's talking about a double death. Và đúng như vậy, ngay lập tức sau đó, mặc dù chúng ta biết là Adam với Eva vẫn sống, tiếp tục sống trong mấy trăm năm sau. We know that Adam continued to live. Nhưng mà chúng ta biết là trong giây phút đó, họ đã chết về phương diện thuộc linh. As the moment they took partaken of the fruit, they've been dead spiritually, they've been separated from God. Và bây giờ chúng ta xem tiếp trong Roma chương 5 câu 12. And in Romans chapter 5 verse 12. Roma chương 5 câu 12 ghi như thế này. Romans chapter 5 verse 12. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Therefore, just as though one man sin entered the world and death through sin, and thus death spread to all men because all have sinned. Thì đó chúng ta thấy trong câu này, trong câu Roma chương 5 câu 12 đó, cho chúng ta biết, cho chúng ta thấy được là khi mà Adam phạm tội đó thì tội lỗi, bởi tội lỗi của một người mà tội lỗi đã vào, xâm nhập vào trong thế gian. So the Bible tells us that because through Adam, sin has entered the world and death through sin and spread to all mankind. Và bởi tội lỗi mà có sự chết thì cái sự chết đó đã lan tràn đến tất cả mọi người. And so that death spread to all mankind. Có nghĩa là khi tất cả mọi người chúng ta khi mà sinh ra ở trên đời này, chúng ta mang bản chất tội lỗi. And because of that, every human who's born on this earth carry the nature of sin. Và chúng ta xuống câu số 15. And in verse 15. Nhưng tội lỗi không giống như sự ban cho thiên thượng, vì nếu bởi tội của chỉ một người mà nhiều người phải chết, thì ân điển của Đức Chúa Trời càng lớn hơn, và quà tặng bởi ân điển của một người là Đức Chúa Jesus Christ lại càng dư dật cho nhiều người khác nữa. But the free gift is not like the offense, but if by the one man's offense many die, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. Thì đó chúng ta thấy ở trong này có ví sánh như thế này, là bởi tội của một người mà nhiều người phải chết. Because sin from Adam spread to all mankind. Và ngược lại đó là ân điển của Đức Chúa Trời, đó chính là quà tặng của Chúa Giêsu. But then the gift of grace through Jesus Christ. Bởi quà tặng ân điển của một người là Đức Chúa Giêsu thì lại càng dư dật cho nhiều người khác nữa. And so the gift of grace by the one man Jesus abounded to many. Tóm lại những câu kinh thánh này cho chúng ta biết là bởi vì qua Adam đầu tiên mà tội lỗi đã xâm nhập vào trong thế gian. So the first man who is Adam through his sin spread to all mankind. Và Adam thứ hai hay là Adam cuối cùng đó thì mới phục hồi lại, mới sửa đổi lại cái tình trạng tội lỗi của nhân loại. And they take the second Adam, who's Jesus Christ, to bring correction where sin can no longer spread if you accept Him as Lord and Savior. Tức là khi mà Chúa Giêsu đến và Chúa chịu chết trên thập tự thì Chúa đã gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại và Ngài cất đi cái sự ngăn cách giữa mọi người. So when Jesus came to die for us on the cross, basically sin is no longer a problem. Và chúng ta xem tiếp cũng ở trong Roma chương 5 câu 17. And in Romans chapter 5 verse 17. Nếu chỉ vì tội một người mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng nhờ một người là Đức Chúa Jesus Christ mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính một cách dồi dào sẽ càng thống trị trong sự sống thể ấy. For if by one man offense death reigned through the one, how much more those who receive abundant of grace and of the gift of righteousness and reign in life through the one Jesus Christ. Thì đó, cũng câu kinh thánh này cũng cho chúng ta thấy cái ảnh hưởng, cái hậu quả của tội lỗi
và cái kết quả của ân điển của Chúa Giêsu. So this Bible verse tells us that the result of sin, but it's also the result of the gift of righteousness. Amen. Thì đó cái phần đầu, tôi xin đọc lại cái phần đầu của câu 17. Nếu chỉ vì tội của một người mà qua đó sự chết đã thống trị như thế nào? And here again, by one man's offense, death reigned through the one. Tức là tội lỗi thống trị ở trong thế gian bởi vì cái tội của Adam từ ban đầu. So death reigned, you know, in the earth through Adam's sin. Nhưng mà cảm ơn Chúa là không phải là Đức Chúa Trời để cho loài người tiếp tục sống trong cái sự thống trị của tội lỗi. But praise God that He doesn't allow mankind to live, continue to live in sin and the result of sin. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần thứ hai cho chúng ta biết là và về ân điển và quà tặng công chính của Chúa Giêsu. And this verse in the second part, the abundant grace to the gift of righteousness. Tức là khi mà chúng ta tiếp nhận ân điển và quà tặng công chính của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thống trị trong sự sống này. And so basically the Bible tells us that when you receive grace, you receive the gift of righteousness and you will reign in life through Jesus Christ. Amen. Thế là bây giờ mới quý vị hiểu được tại sao tôi mang cái món quà này lên. Bây giờ tôi lấy thí dụ. I'm going to give you an example. Thí dụ như cái hộp và cái món quà, đây là một món quà và đây là món quà ân điển. See, this gift right here represents the gift of grace. It's a free gift that God's given to mankind. Và cái món quà này chúng ta cũng có thể gọi là biểu tượng cho chính là Chúa Giêsu. And this gift is Jesus Christ. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giêsu chính là món quà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Because Jesus Christ is like God's grace given to mankind. Và ân điển như trong cái câu kinh thánh này đó là ân điển này đó chính là cái điều mà Đức Chúa Trời ban cho loài người mà chúng ta không xứng đáng để chúng ta nhận lãnh. And grace is basically a gift that given to us that we don't deserve it. Và trong cái món quà ân điển này đó thì có rất nhiều những món quà khác. And see, but in this gift of grace, once you receive Jesus Christ, there's other gifts that come in the gift. Thí dụ như là cái món quà ở trong ân điển của Chúa là gì? In God's gift of grace, what does it come with? Salvation. Salvation. Cứu chuộc. Okay. Đúng không? Sự cứu chuộc. Khi mà chúng ta tiếp nhận ân điển, tức là chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, thì chúng ta tiếp nhận sự cứu chuộc của Chúa. So when you receive Jesus, you receive His grace, and you basically receive the gift of salvation. Amen. Và cái món quà thứ hai là gì? And in that gift of grace, what else do you receive? Là sự tha thứ tội lỗi. You receive the forgiveness of sin. Tức là tất cả tội lỗi của chúng ta đều được dòng huyết Chúa Giêsu tẩy sạch. And you receive basically your sin has been wiped out, been cleansed by the blood of Jesus. Và món quà nữa là gì? Another gift that in the gift of grace is what? Righteousness. Righteousness. Tức là sự công chính, đúng không? Và trong câu kinh thánh này nói rất rõ là và cũng nhờ một người là Đức Chúa Jesus Christ mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính. Đấy chính là quà tặng công chính của Chúa ban cho chúng ta. Sự công chính là một món quà Chúa ban cho chúng ta. The gift of righteousness, the ability to stand before God without guilt or condemnation, that's also a gift in grace. Và cái sự công chính này có nghĩa là chúng ta có một cái mối tương giao ngay thẳng, một tương giao tốt đẹp giữa chúng ta với Chúa. The gift of righteousness means that you have right standing before God. Và ở trong thư Ephesio chương 4 câu 24 có ghi như thế này. And Ephesians chapter 4 verse 24 tells us this. Thì sứ đồ Phaolô bảo chúng ta là hãy mặc lấy người mới. The Bible tells us to put on the new man. Là người được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Which created in His righteousness. Trong sự công chính và thánh khiết của Ngài. Creating God's righteousness and holiness. Và câu đó cho chúng ta biết là khi mà chúng ta tin Chúa chúng ta trở nên một người mới. And when you receive Jesus as Lord and Savior, you become a new person, a new creation. Và cái bản chất của con người mới đó của chúng ta là gì? And that nature of the new person. Đó chính là chúng ta được Chúa dùng chính bản chất của Ngài, đó là sự công chính và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời để tạo dựng nên chúng ta. He used His building material, which is His righteousness and holiness, to create us to be a new person. Tôi lấy ví dụ như cái hộp này được người ta làm bằng giấy, đúng không? Bằng giấy, bằng bìa. So the box, you know, they wrap it around with wrappers. Tức là cái vật liệu mà được sử dụng để làm cái hộp này đó là người ta dùng những cái bìa cứng, người ta làm vật liệu để làm cái hộp này. So the building material for this box is basically paper. Rồi thí dụ như cái bục giảng này thì người ta dùng cái vật liệu gì? Đó là những cái bằng nhựa hay là bằng nhựa để mà họ làm ra cái bục giảng này. And the building material for this pulpit is plastic. Hoặc là những cái ghế mà chúng ta đang ngồi đó là họ dùng cái vật liệu gì bằng họ dùng gỗ và dùng vải để mà làm cái ghế. And the building material for the benches that you're sitting on is wood and also fabric. Thì đó, câu kinh thánh đó nói là Đức Chúa Trời tạo nên con người mới của chúng ta
bằng vật liệu, bằng chất liệu của Đức Chúa Trời, đó là sự công chính và sự thánh khiết. So when he created us, he used his building material, which is his righteousness and holiness. Có nghĩa là trong con người tâm linh của chúng ta, Chúa đã đặt sự công chính và sự thánh khiết của Chúa ở trong này. So when we become born again in your spirit, he put his holiness and his righteousness. Thế nên cho dù nhiều khi trong đời sống của chúng ta, có những lúc chúng ta thiếu sót điều này, thiếu sót điều kia. And we may fall short and in our walk with the Lord. Nhưng mà Chúa luôn luôn nhìn vào trong tâm linh của chúng ta. But the way that he looked at us, thì Chúa nhìn thấy sự công chính và sự thánh khiết trong tâm linh của chúng ta. The way that he looked at us, he always see you as righteous and holy. Và chính chúng ta cũng phải nhìn thấy sự công chính và thánh khiết của Chúa trong chính chúng ta nữa. And that would teach us also to see us the way that he sees us. Thì khi đó chúng ta mới có thể vượt qua những cái sự lỗi lầm, những tội lỗi trong đời sống của chúng ta. And that's how you're able to overcome sin and overcome bad habits. Okay. Rồi bây giờ cái món quà kế tiếp của sự ân điển của Chúa là gì? The next gift in this box of grace is what? Là joy. Amen. Joy. Là sự vui mừng. Amen. Và còn rất nhiều những món quà khác ở trong cái ân điển của Chúa. And amen. In God's grace. Và Chúa còn ban cho chúng ta món quà gì? He also gave sự us what? Peace. Amen. Bao nhiêu người chúng ta cần sự bình an trong đời sống? How many of us need peace this morning? Bao nhiêu người chúng ta cần sự vui mừng của Chúa trong đời sống này? How many of you need joy this morning? All right. Rồi đây là món quà Chúa cũng ban cho chúng ta. Đó là and gì? another gift that he's given us is what? Là sự tự do. Freedom. Amen. Freedom này nghĩa là như thế nào? Tự do là gì? Tự do là chúng ta có thể sống một cách sống để phục vụ Chúa một cách tự do. Freedom means that you get to live the way that he designed you. Tức là chúng ta không có bị trói buộc bởi tội lỗi. You're no longer bound by sin. Không bị trói buộc bởi những cái ý nghĩ tiêu cực trong tâm trí chúng ta. You're no longer bound by negative thoughts, negative emotions. Không có còn bị trói buộc bởi những sự cay đắng trong lòng của chúng ta đối với người khác. You're no longer bound when it comes to unforgiveness or bitterness in your heart. Không có còn bị trói buộc bởi những cái sự tổn thương mà người khác gây ra chúng ta. No longer bound because of the past. The offenses that people caused you. Nhưng mà chúng ta có sự tự do để mà tình yêu của Chúa tuôn tràn qua đời sống chúng ta. But we have freedom to be able to love people unconditionally. Và chúng ta có được tự do để chúng ta tiếp nhận tình yêu vô điều kiện của Chúa. But you also have the freedom to receive God's love unconditionally. Và ban phát tình yêu vô điều kiện của Chúa cho những người xung quanh. And you're able to spread his love to other people. Thì đây là một cái món quà hết sức quý báu mà Chúa ban cho chúng ta. And that's the gift within a gift. Amen. Rồi món quà này nữa là quà gì đây? Okay, another gift. Sự chữa lành. Amen. Okay, healing. Bao nhiêu người chúng ta cần được sự chữa lành? How many you need healing this morning? Amen. Cần yes. Sự chữa lành trong tâm hồn chúng ta cũng như là trên thân thể của chúng we ta. We need sometimes need healing for emotion but also for our body. Wow, this is another beautiful gift. Quà gì đây? Restoration. Another gift in the gift of grace is restoration. Sự phục hồi của Chúa. Restoration. Amen. Bởi vì sao chúng ta biết là trong đời sống chúng ta đó, chúng ta có một kẻ thù nghịch là ma quỷ. See, we have all of us an enemy. Mà ma quỷ thì Chúa Giêsu nói sao nó đến để cướp giết và hủy diệt. The Bible says that the devil only come to steal, kill and destroy. Tức là có thể qua những lỗi lầm của chúng ta trong quá khứ. Maybe through mistake that we have done in the past. Mà ma quỷ nó đến nó tấn công trong đời sống chúng ta. He come to attack and steal. Nó đến tấn công, nó cướp đoạt trong gia đình, trong những mối liên hệ của chúng ta. He come to destroy our family. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự phục hồi. But the God that we serve, the God of restoration. Thì bất luận là cái sự mất mát, sự hủy diệt đó do là lỗi lầm của chúng ta hay là sự tấn công của ma quỷ, Đức Chúa Trời vẫn phục hồi chúng ta. And praise God, even though it may be a mistake or it can be you know an incident happened, God is a God of restoration. Amen. Rồi món quà nữa. Another gift. Quà gì đấy? What is that? Mercy. Mercy. Tức là sự thương xót của Chúa. Okay, God's mercy toward us. Thương xót nghĩa là như thế nào? What does it mean to be merciful? Sự thương xót có nghĩa là có những điều lẽ ra chúng ta phải chịu nhưng mà Chúa tha cho chúng ta. Sometimes we sinned, and we're supposed to receive the consequence of our sin, but because of His mercy, you're not getting what you deserve. Tức là thí dụ như nếu mà chúng ta lái xe ngoài đường mà nếu chúng ta làm một cái sự vi phạm nào đó, thì ông cảnh sát công lộ chặn chúng ta lại. Sometimes we drive and we may, you know, get a, you know, we pass the speed limit and the cop may stop us. Và chúng ta nói sao đó mà cái ông cảnh sát đó ông tha cho chúng ta. And sometimes some of us, you know, get away by saying something that the cop will be mercy to us. Thì đó là sự thương xót. That's mercy. Tức là lẽ ra bị phạt mà bây giờ chúng ta được tha. You're supposed to, you know, get a ticket for, but then now, you know, he's been merciful, he's not letting you go away. Chúng ta rất cần sự thương xót của Chúa mỗi ngày trong đời we sống need, chúng ta. All of us need God's mercy every day. Bởi vì chúng ta có nhiều lúc chúng ta vi phạm đối với Chúa. A lot of time we sin against God. Amen. Rồi loving kindness tức là sự nhân từ, sự tốt lành của Chúa. God's goodness. Sự tốt lành của Chúa. Amen. Amen.
Món quà kế tiếp là gì? What's the next gift in the gift of grace? Provision, tức là provision. Sự tiếp trợ của Chúa. Okay, God, how God provide for our needs. Bao nhiêu người chúng ta cần sự tiếp trợ của Chúa? How us need God's provision? We all need God's provision. Yes. Amen. Hallelujah. Rồi một điều nữa chúng ta rất cần từ nơi Chúa, và đây cũng là món quà Chúa ban cho chúng ta, đó là gì? Protection, sự bảo vệ của Chúa. Another gift that we receive from God in the gift of salvation is protection. Amen. Trước đây có lần tôi cũng chia sẻ với quý vị như thế này. And I share this. Là trước đây tôi hết sức là tự tin về cái việc mà tôi lái xe hết sức cẩn thận. I used to be very confident of how I, because I'm a very cautious driver. Tức là khi mà tôi lái xe đi ngoài đường, tôi luôn luôn để ý tình trạng xung quanh để mà tránh không có tai nạn nào xảy ra hết. I pay attention, you know, when I'm driving so that I would avoid accident. Nhưng mà có những lúc trong quá khứ, có những lúc mà tôi cảm thấy hết sức là tự hào và tự tin bởi vì cái sự cẩn thận của mình. Tôi tin là tôi sẽ không có bị tai nạn. And I was so confident in myself that I'm not going to get into a car accident. Nhưng mà sau khi mà tôi xem một số những cái video clip ở trên Facebook. And then one day I ran across some video clips on Facebook. Tức là có những cái tai nạn nó xảy ra mà nó không có hoàn toàn không liên quan gì đến mình hết á, mà nó liên quan đến những cái xe kia. There was accident that happened with, that has to do with you, but people just drive crazy and hit other people. Và có những lúc mà bất thình lình có một chiếc xe nào đó nó chạy đến nó tông người ta, hay là có một lần có một cái video clip mà có một người đang đi như thế này mà tự nhiên có một cái bánh xe nó từ một cái xe nào đó nó văng ra, nó xúc ra, nó văng ra và nó đánh trúng cái người đó. I was watching a video clip that someone just standing there and all of a sudden there's a wheel flying from someone hit that person. Có nghĩa là như thế nào, chúng ta không thể tự bảo vệ chúng ta được đâu. There's no way that you can protect yourself. Bất luận là chúng ta cẩn thận như thế nào. No matter how cautious you may be. Nhưng mà cái người tài xế lái xe đằng kia nó không có cẩn thận. Okay, other people will not be cautious. Thì sao chúng ta cần sự bảo vệ you need, Chúa? We all need God's protection. Mỗi khi chúng ta đi ra ngoài đường, luôn luôn cảm ơn Chúa về sự bảo vệ của Ngài. Whenever we go outside, we always thank God for his protection. Và cái này là cuối cùng nhưng mà không phải là cuối cùng. Đây là okay. Gì? This is another gift in the gift of grace. Đó là prosperity in all areas in life, tức là sự thịnh vượng của Chúa ban cho chúng ta trong mọi phương diện trong đời sống. God gave us his prosperity in everything that we do. Đây là lời hứa của Chúa ở trong thư Giăng thứ 3 câu số 2. In 3 John verse 2. Đây là một cái lời cầu nguyện mà Chúa dùng sứ đồ Giăng để cầu nguyện cho tất cả chúng ta, là Chúa muốn chúng ta được thịnh vượng trong tất cả mọi phương diện. God wants us to prosper in everything that we do. Thế là chúng ta thấy là trong cái món quà ân điển của Chúa đó, thì in the gift of grace, là bao gồm tất rất nhiều những cái món quà khác mà Chúa muốn ban. In the gift of grace contain many other gifts that God wants to give to his children. Và khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, and once you receive Jesus as Lord and Savior, tức là chúng ta tiếp nhận tất cả những điều này. You receive everything that come in this package. Amen. Amen. Bao nhiêu người chúng ta cảm ơn Chúa về ân điển của Chúa. How of you this morning are thankful for God's grace? Thì đã trong cái dịp yes. Trong cái ngày mà chúng ta ôn lại hay là chúng ta kỷ niệm về sự giáng sinh của Chúa Giêsu, thì chúng ta lòng chúng ta lại càng cảm ơn Chúa nhiều hơn nữa, bởi vì chúng ta được nhắc nhở rằng ở trong Chúa Giêsu chúng ta được tất cả những phước hạnh. And as we celebrate Christmas, celebrate the birth of Jesus Christ, this reminds us how thankful we are for his birth. Thì đã ý muốn của Đức Chúa Trời đó là Chúa muốn rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều tiếp nhận Chúa Giêsu, tiếp nhận món quà của Ngài. It is God's will that for all mankind to receive the free gift of salvation. Và Đức Chúa Trời luôn luôn muốn nói với tất cả mọi người trên thế gian này đó là hãy trở về nhà với ta, hãy trở về. And he wants to tell those who've been away from him to come back to his house. Thì có một câu chuyện mà có lẽ là rất nhiều người chúng ta thường nghe kể, nhưng mà tôi thấy là rất là thích hợp cho chúng ta để kể lại trong lúc này. And there's a story I want to share, and you may heard of this story before. Đó là có một người thanh niên khi mà còn trẻ đó thì ăn chơi và phạm tội rất nhiều. There was a young man who lived a very wild life and a wild life out in the world. Và sau đó thì anh ta quyết định bỏ nhà đi và bố mẹ hết sức là đau buồn. And when he left his home, he broke his parents' heart. Rồi sau đó một thời gian thì anh ta bắt đầu đời sống bắt đầu tốt đẹp hơn, và vì một lý do nào đó đời sống của anh thay đổi và anh có ý muốn trở về nhà cha mẹ của mình. And for a while, you know, his life got turned around. He wants to go back home. Thì anh mới viết một cái bức thư cho bố mẹ của anh. So he wrote a letter to his parents. Và lúc bây giờ thì bố mẹ của anh á thì vẫn còn đang ở một cái ngôi làng rất là xa xôi và hẻo lánh. And so his parents live in a town in a country area. Và anh viết thơ như thế này là thưa cha mẹ. And he said this, mom and dad. Con muốn trở về nhà với cha mẹ nếu mà cha mẹ cho phép con. Can I come home if it's all right with you? Mà nếu mà cha mẹ không chấp nhận con thì con không sao hết, con cũng hiểu. But if you don't accept me, I totally understand. Và nếu mà cha mẹ cho phép con trở về,
But if you allow me to come home, thì ở trước cái cổng xe lửa ở làng của mình đó có một cái cây thật là lớn. There's a tree, a huge tree in our town. Và nếu mà cha mẹ cho phép con về thì cha mẹ cột lên trên đó một cái nơ đỏ. Can you give me a signal that if you allow me to come home, could you tie around that tree a red ribbon? Để khi mà chiếc xe lửa mà con đi ngang qua đó mà con thấy cái nơ đỏ đó của cha mẹ cột lên trên đó thì con biết là cha mẹ muốn con trở về. And so I'm going to be on a train passing by a town. If I see that ribbon on the tree, then I know that you want me to come back home. Mà nếu mà cha mẹ không con đi qua mà không thấy cái nơ đó, tức là cha mẹ không muốn con về thì cũng không sao hết. But if I don't see that red ribbon and I won't get off the train, thì con cũng sẽ cứ tiếp tục đi theo xe lửa đó đi. I'm just going to keep going and I will understand. Thì ngồi trên xe lửa đó sắp đến cái ngôi làng đó rồi. And so as he's sitting on the train, it's almost, you know, close to his town. Thì anh hết sức là bối rối và lo lắng. And he began to be very anxious. Không biết là khi mà mình nhìn cái cây đó mình có thấy cái nơ đỏ của bố mẹ hay không. And he's wondering if he's going to see that red bow. Và anh rất là sợ, anh không dám nhìn cái cây đó. And he wasn't sure, so he doesn't want to look at the tree. Thì gần ngồi có một người trên xe lửa đó có một cái ông nhìn thấy cái anh này có những sự lo lắng như vậy. And so there was a gentleman sat next to him. He realized this man was worried. Thì ông mới nói là cậu ơi, tôi thấy cậu hết sức là lo lắng, sợ hãi như vậy, không biết là chuyện gì, cậu có thể cho tôi biết không? He said, young man, I see that you're very worried. Can you tell me? Thì cái người thanh niên này mới kể cho cái ông đó nghe. And so this young man began to tell this gentleman. Và mới nói với ông như thế này. And it is what he said. Tôi sợ lắm, tôi không dám nhìn cái cây đó. I'm just too afraid to look at if there's going to be a ribbon on that tree. Xin ông nhìn giùm tôi được không? Can you look for me? Thì ông đó mới nói được rồi, không sao hết, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ nhìn cho cậu. And so the gentleman say, I'll look for you. Rồi tôi sẽ cho cậu biết. And I'll let you know. Thì anh này ngồi cúi đầu xuống và chờ đợi. And so basically he patiently bowed down his head. Một lúc sau thì ông vỗ vai của cái cậu này. A while the gentleman, you know, pat him on the back. Nói là cậu ơi nhìn kìa, nhìn. Your son, look at us. Thì khi mà cái người thanh niên này nhìn ra cái cửa sổ của xe lửa. And when he looked through the window of the train. Thì thấy cái cây thật là to đó. He saw that big tree. Thì có đầy những cái nơ đỏ đầy kín trên cái cây đó hết. He saw tiny little ribbon all around the tree. Có nghĩa là mỗi nhánh cây đều có một cái nơ đỏ hết. Every branch of that tree has a ribbon. Và nhìn đằng xa thì nhớ cái cây đó, cả cái cây đó giống như là một cái nơ đỏ khổng lồ. And far away, the whole tree looks really red. Thì Đức Chúa Trời đối với chúng ta cũng như vậy. And that's how God sees us. Đức Chúa Trời không có dùng những cái nơ đỏ đâu mà Ngài dùng chính huyết của Chúa Giêsu. See, God, by the blood of Jesus, để mời gọi chúng ta hãy trở về nhà. He sees us and he invites us to go back home. Bởi vì Chúa muốn nói với chúng ta như thế nào? And because God Father wanted to communicate with us. Là cái sự ngăn cách, tức là tội lỗi là cái điều đã ngăn cách giữa loài người với ta. See, he said before sin has separated us from God. Thì bây giờ cái sự ngăn cách đó là tội lỗi đã được con của ta là Giêsu đã giải quyết hết rồi. And that separation has been solved by Jesus. Thì giờ này con có thể trở về nhà với ta. And then, so therefore you can come back home to me. Bằng cách là con tiếp nhận con của ta. The only way for you for me to receive you is that for you to accept my son. Giờ này tôi xin mời tất cả chúng ta. If you can please stand up. Có thể có một số người trong chúng ta chưa có bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu chuộc của mình. If you're in here, you have never received Jesus as your Lord and Savior. Và như chúng tôi đã đề cập ban đầu đó là lễ Giáng sinh chính là nói về món quà quý nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại. Christmas, as we celebrate Christmas, the biggest gift that we can receive is the gift of Jesus Christ. Đó là món quà của sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời muốn ban cho nhân loại. The gift of salvation that God's given to mankind. Và chính Chúa Giêsu đã đến thế gian này. And Jesus has came. Chúa đã hy sinh để chịu chết trên thập tự giá. And so he has sacrificed himself to die on the cross. Để chuộc tội cho tất cả mọi người. To redeem everyone from sin. Và khi mà Chúa Giêsu, trước khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Before he died upon the cross. Thì Chúa Giêsu đã kêu lên như thế này. And Jesus cried out. Đức Chúa Trời, tôi ơi, Đức Chúa Trời, tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? My God, how you have forsaken me. Đó là cái giây phút mà tất cả tội lỗi của chúng ta đó đều được Đức Chúa Trời chất trên Chúa. At that moment, our sin has already been punished upon Jesus. Có nghĩa là thay vì chính chúng ta phải bị trừng phạt về tội lỗi của mình, thì Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi đó cho chúng ta rồi. He took the punishment for us because we're supposed to be punished for our sin, but he took that punishment for us. Và nếu trên thế gian này có mấy tỷ người, and in this world, There are billions of people. And và tội lỗi của
của billions of people đó, tội lỗi của hàng tỷ người như vậy đều đã chết trên Chúa Jesus. Sins of billions of people has already been punished upon Jesus. Và như tuần trước chúng ta đã học, and just like last week, là Chúa Jesus được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh. Jesus was born of Virgin Mary. Lý do mà Đức Chúa trong chương trình của Chúa, Chúa Jesus phải được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh. The reason he has to be born of a Virgin Mary. Là để Chúa Jesus trở thành ra một con người toàn vẹn. So because he has to be born perfect. Một con người không hề có tội lỗi. A person, he has to be born with a person with no sin. Và chính bởi vì Chúa chính là con là ngôi thứ hai của Đức Chúa Trời là đấng toàn vẹn, do đó Chúa có thể trở thành một cuộc tế lễ để mà chuộc tội cho tất cả nhân loại. Because Jesus was born perfect, sinless, then he can become a perfect sacrifice to redeem mankind from sin. Và Kinh Thánh bảo rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Okay. The wages of sin is death. Nhưng mà sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Trong Chúa Jesus Christ, con của Đức Chúa Trời. Amen. Thành ra Chúa Jesus chính là cái món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. So Jesus is God's ultimate gift to mankind. Và có thể trong số chúng ta đây cũng có những người có thể là quý vị đã tiếp nhận Chúa. And some of us in here we have received Jesus already. Nhưng mà trong những thời gian về sau này chúng ta đã sống theo ý riêng của mình. But you have been walking in your own way. Chúng ta đã không có đi theo đường lối của Chúa. You have not walking according to God's way. Thì hôm nay cũng là một cơ hội hết sức tuyệt vời. This morning is an opportunity for you. Để chúng ta để quý vị có thể quay trở về với Chúa. For you to turn back to God. Và tái dâng đời sống mình cho Chúa. And commit your life to God. Amen. Giờ này tôi xin hướng dẫn tất cả mọi người chúng ta trong một lời cầu nguyện. Okay, if you can, all eyes closed and no one looking. If you're in here right now and if you have never made Jesus as your Lord and Savior, on a count of three, raise your hand so we can pray for you. Nếu quý vị chưa bao giờ tiếp nhận Chúa và ngày hôm nay quý vị muốn tiếp nhận Chúa thì chúng tôi sẽ đếm từ 1 cho đến 3. Quý vị đưa tay lên thì để cho chúng tôi biết. And 1, 2, 3. How many people in here need Jesus this morning? See a hand raised? Anybody else? Another hand raised? 1, 2, 3. Anybody else? Anybody else that want to receive Jesus this morning? Amen. Be bold. Jesus said that if you confess me before the Father, I will confess. If you confess me before man, I will confess you before the Father. Amen. Chúng ta không có gì phải e ngại hay là hổ thẹn cả, bởi vì Chúa Giêsu bảo rằng chính Chúa Giêsu đã chịu chết trước mặt công chúng. Chúa không có hổ thẹn về điều đó. Thành ra Chúa muốn cho chúng ta cũng dạn dĩ để tiếp nhận sự cứu chuộc của Ngài. Okay, if you can receive, continue to lift your hand, raise your hand, remaining for those that receive Jesus the Lord and Savior. If you've been far away from the Lord and you want to come back to the Lord, rededicate your life this morning on the count of three, raise your hand. Và ngoài những người mà đưa tay lên để tiếp nhận Chúa lần đầu tiên đó, nếu trong chúng ta có ai mà đã xa cách Chúa, đã tiếp nhận Chúa rồi nhưng mà xa cách Chúa và bây giờ quý vị muốn trở lại, thì quý vị cũng hãy đưa tay lên với chúng tôi. Okay, 1, 2, 3. Raise your hand if you want to come back to the Lord. See, one hand, Amen. Two hand, Amen. Three hands. Okay, thank you, Lord. We're not going to ask you to come up here, but we're going to ask you to pray with us for the prayer of salvation. Amen. Amen. Xin quý vị lặp lại theo tôi cái lời cầu nguyện này. Okay, then Pastor will go ahead and leave you pray in Vietnamese, and I'll leave you and pray in English. Okay, xin quý vị lặp lại theo tôi bằng tiếng Việt. Rồi chút nữa ai mà tiếng Anh thì sẽ lặp lại theo mục sư Tường Vân. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa. Xin mời tất cả mọi người tiếng Việt đã xin lặp lại theo với tôi. Okay. Con cảm ơn Chúa về món quà của ân điển và sự cứu chuộc mà Chúa ban cho con. Con tiếp nhận món quà của Chúa. Con biết rằng con không thể nào dùng sức riêng của con để có thể mua sự cứu chuộc của Chúa. Do đó, bằng đức tin, con tiếp nhận Chúa Giêsu và ơn cứu chuộc của Ngài. Con tin rằng Chúa Giêsu đã chịu chết để chuộc tội cho con. Con xưng nhận Ngài là Chúa của con. Cảm ơn Chúa tiếp nhận con làm con cái của Ngài và tẩy sạch tội lỗi của con. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. If you're in English, please repeat after me. Say, thank you, God. Thank you, God. For your precious gift. For your precious gift. Jesus. Jesus. I accept it today. I accept him today.
I know I could never work for it. I know I can never work for it. Nor could I pay for it. Nor can I pay for but it. But by faith. But by faith. I accept Jesus. I accept Jesus. As my Lord and Savior. As my Lord and Savior. I believe your Son Jesus. I believe your Son Jesus. Paid the price for all of my sin. Paid the price for all of my sins. And he was raised from the dead. And he was raised from the dead. And I give my heart to him this morning. I give my heart to him this morning. Jesus. Jesus. Come into my life. Come into my life. I confess you as my Lord and Savior. I confess you as my Lord and Savior. Thank you for making me right. Thank you for making me right. With the Father. With the Father. I receive the gift of righteousness. I receive the gift of righteousness. I come to you now. I come to you now. Without shame. Without shame. Without guilt. Without guilt. And I call you Father. And I call you Father. Thank you for saving me. Thank you for saving me. Thank you for washing me clean. Thank you for washing me clean. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Let's give Jesus praise. Amen. Hallelujah. Praise Hallelujah.